trong mong hết tiền hết tiền. Ai ngày xưa hồn nhiên mà nay phải treo bàn chân trên đôi giày cao gót, mặt hoa giờ đây để son phấn miếng cười dù lòng không vui. Đã bao nhiêu ngày dài trong đất nước đời tên tôi mệt nhoài, thế giờ vẫn cứ nghèo hoài, tìm nơi đâu nhà nơi đâu. Lãng quên đi một thời tìm kiếm một mơ tương lai rực rỡ, hôm nay hết sống lại bên nhau. Là tiết mục múa Dạ Cổ Hoài Lan do nhóm sinh viên của lớp dự bị biểu diễn. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Yeah.
các bạn. Các bạn có thể cho chúng tôi phỏng vấn vài câu được không? Để truyền tải bài múa một cách trọn vẹn và xúc động lòng người như vậy, chắc hẳn phải có một biên đạo giỏi. Các bạn có thể cho tôi biết ai là người dàn dựng tiết mục xúc động này không? Tất cả là vì đam mê và nỗ lực. Hơn nữa, bên cạnh chúng tôi luôn có những người thầy tận tâm chỉ bảo. Làm tốt lắm. Chào thầy, thầy có thể cho tôi biết cảm xúc của thầy lúc này như thế nào không? Thật ra những điều mà nãy giờ tôi muốn nói á thì Tiến Hùng đã chia sẻ hết rồi. Chứ thật ra là những món quà này đúng lý ra là phải dành cho các em, vì đó là công sức của tất cả các em mới có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn thầy, chúc thầy và đây, nhóm càng ngày càng phát triển. Dạ cảm ơn. Dạ. Tại sao lại như vậy chứ? Mình đã cố gắng rất nhiều rồi mà. Hà My, tại sao? Tại sao lúc nào mày cũng hơn tao? Chạy kiểu gì vậy? Vô lệ đi. Dạ. Cảm ơn bạn nha. Lần sau nhớ phải cẩn thận. Mà sao chị biết vậy? Tụi em mới vừa về tới thôi mà. Với lại cũng đang định kể cho chị nghe nè. Lúa quá ông ơi, thời buổi này báo chí đăng bài lẹ lắm. Ủa vậy hả? Báo cho mọi người một tin vui nè. Mọi người biết không, lúc nãy á là có rất là nhiều khách đến đây nói là muốn mọi người biểu diễn ở quán. Sắp tới á, chắc có lẽ là chúng ta sẽ phát tài. Lâu lắm mới thấy em gái tôi vui như vậy đó nha. Được rồi, để chúc mừng cho thành công của ngày hôm nay á, chúng ta sẽ tổ chức một buổi liên quan. Vậy ai sẽ là người chọn món ăn đây để xem bé Mỹ. Dạ. Con muốn ăn cái gì nè? Vậy mình ăn gà rán ở đây đi. Ngon lắm đúng không anh Quốc? Mỹ. Thôi được rồi, vậy thì em sẽ đi làm gà rán để mời mọi người chờ em nha. Chờ em đã, để em phụ chị nha. Tại chị vui quá nên quên kêu em phụ. Alo. Alo, Hà My hả? Dạ. Mẹ Dũng đây. À, dạ, con chào cô. Cô vừa coi trên tivi á, có chiếu tụi con múa trong lễ khai giảng. Mẹ ơi, múa chi á mà đẹp quá. Dạ. Coi mà đã con mắt luôn. Mà con dễ thương lắm nghe Hà My. Không biết ai gọi mà chị My vui quá vậy. Không biết thiệt hả? Trời đất ơi, cái gì đây? Đâu mất tiêu hết rồi. Mày lấy có đúng không? Lấy gì mẹ? Tiền chứ cái gì? Chỉ có mày chứ còn ai vô đây? Đâu, đưa đây coi. Tiền tao dành dụm đó. Tiền tao dành dụm mấy tháng nay rồi mà bây giờ mất hết là sao? Đưa đây cho tao. Mẹ làm gì vậy? Đưa đây. Mẹ thôi đi, là cô lấy đó. Cô xài hết rồi. Mày. Con dùng tiền đó để đầu tư cho tiết mục biểu diễn ở trong trường. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, con muốn đẹp thì có gì sai chứ. Mày vừa nói cái gì? Biểu diễn cái gì? Mẹ không tin đúng không? Trước giờ trong mắt mẹ, con lúc nào cũng thua kém con Hà My đó hết đó. Nhưng mà lần này mẹ nghe cho rõ đây, cái con chảnh chọe đó nó rớt rồi. Người đậu vô trường là con gái của mẹ,
là người mà mẹ luôn coi thường nè. Mẹ có nói xạo với tao không đó? Đến con gái mẹ nói mà mẹ cũng không tin nữa. Con nhỏ Hà My nó giỏi như vậy mà sao lại rớt chứ? Còn mày lại đậu, tao không có tin. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn. Ê, 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 coi nè, coi nè, cái gì vậy? Quá trời báo mạng, đăng về lễ khai giảng của trường mình nè. Nè nè, coi đi. Nè, cho tôi coi với. Mấy bài đằng đó, coi đi, nè, thấy không? À, ê, idol, idol, bích chi ra kìa. Ê, bích chi, bích chi. Hôm qua ban diễn quá tuyệt vời. Bích Chi lên sân khấu quyến rũ lắm phải không mọi người? Đúng rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Ê mọi người, tin hot nè, báo có đăng hình của Bích Chi nè. Nè nè, đó coi đi. Đó. Ê, chúc mừng bà nha. Ê, báo này kỳ quá. Bích Chi diễn hay như vậy mà đăng hình có tí xíu à. Còn tụi dự bị được giật tít lên cả bìa luôn. Kỳ quá à. Ê, nó tới rồi kìa, nó tới kìa, tới kìa. Chưa tới ngày nhập học mà vô chi sớm vậy không biết nữa. À, hình như là có giấy báo hẹn phỏng vấn nên hiệu trưởng mới kêu lên đó. Hà My à, mình xin lỗi nha. Mình không ngờ là My phải trải qua những chuyện như vậy. Mình không ngờ là gia đình của My đã phá sản. Hai chị em của My phải ngủ dưới gầm cầu. Tại sao không qua nhà mình ngủ? Thôi đi, đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi không cần bà phải thương hại. Ông tới đây làm gì? Chào cục cưng của chú. Con sao vậy? Chú tới thăm con mà, con giỏi lắm. Cứ vậy mà phát huy nha. Nên nhớ là chú luôn ủng hộ cho con. Và chú luôn dõi theo con sát sao. Con có biết hay chưa gì hả Hà My? Trời ơi, ngộ ghê á. Biết ai luôn. Đồ tốt đó. Trời ơi, con cầm đi. Con phải biết tẩm bổ, lo cho sức khỏe thì mới học tốt được chứ. Công nhận dễ sợ thiệt. Đó bà. Sao? Vậy chứ mà ủa, thằng nhóc kia không đi cùng con à? Thằng nhóc nào? Thằng nhóc có cái mặt lầm lì biểu diễn cùng con đó. Nó là bạn trai con có đúng không? Sao không biết? Tại sao lại không? Nó từng chạy vô chỗ của chú làm ầm lên để kiếm con đó. Nhưng chú đã đáp lễ nó rất là nồng hậu. Không ngờ nó cũng khá đó. Thôi chú đi nha. Chào các cháu. Chú, chú. Chú không phải là tài xế của Hà My hả? Cha, bữa nay tốt vậy. Cảm ơn nha. Tôi xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Vì cái chuyện mà tôi hiểu lầm ông là côn đồ, thích đánh nhau đó. Chuyện đó đó hả? Không sao. Mà dạo này tôi thấy bà giống người hơn rồi đó. Nè, lần sau nếu mà có lỗi thì phải biết xin lỗi. Còn nếu mà tức giận á, sẽ nói mụn đó. Buổi lễ khai giảng của trường năm nay rất thành công. Cảm ơn các thầy cô đã hết mình vì trường. Dĩ nhiên là lần này
Thầy Hùng cũng có công không nhỏ đâu. Lần này thầy làm rất tốt. Cảm ơn thầy. Thôi, buổi họp của chúng ta đến đây kết thúc. Tôi đi trước nghe. Ừ. Thầy Hùng, còn chuyện gì sao? Ừ, dạ có thầy. Có chuyện gì thầy cứ nói đi. Nghe cô Trang hôm trước có nói là nếu như lớp dự bị có tiết mục diễn tốt thì thầy sẽ xem xét và đặt cách một số thứ cho lớp phải không ạ? À? Ừ. Vậy thì chuyện học phí của các em... Ý thầy là sao? Dạ, mấy em đó đều có hoàn cảnh khó khăn. Em muốn thầy giảm học phí cho tụi nó. Không được. Nhưng mà hôm đó thầy đã nói là thầy sẽ xem xét lại mà. Xem xét chuyện gì? Chứ chuyện này là không được. Bởi vì sĩ số của các em đã ít rồi. Bây giờ giảm học phí thì làm sao mà duy trì lớp cho được? Em nghĩ là được. Thầy nghĩ thầy là ai vậy? Em là Tiến Hùng, phụ trách lớp dự bị. Ai bổ nhiệm thầy? Dạ thầy. Ai trả lương cho thầy? Dạ thầy. Vậy thì thầy sẽ không lãnh lương của nhà trường nữa chứ? Dạ, em sẽ đồng ý. Chỉ mong thầy giảm học phí cho các em nha. Được, để coi thầy duy trì được bao lâu. Yeah. Mong anh nhận ra tình yêu em chân thành, không chút dối lừa. Con tim em như chưa bao giờ thấy trong giấc mơ tuyệt vời em có anh trong đời. Tình yêu đó có nước chân anh dài lâu. Mong anh nhận ra tình yêu em chân chị Ngọc, thành. Chị hát hay quá. Chút... Cảm ơn em. Vậy hả? Mà có người hả, ở bên cạnh chị từ sáng đến tối mà không có bao giờ nhận ra được điều đó hết trơn á. Sao lại không nhận ra? Chỉ là anh không nói thôi. Ủa, mà hôm nay hai thầy trò đến đây làm gì vậy? Định xin việc như mấy đứa nhóc ở đây hả? Không có. Bữa nay anh có việc quan trọng hơn muốn nhờ em. Đó chính là anh muốn nhờ em giúp cho Nhi giảm cân. Đây là kinh nghiệm của em, đúng không? Anh đang chọc em á hả? Không, anh nhờ em thiệt đó. Em làm sao Nhi trở nên thon gọn, có gương mặt vi lai giống như là gương mặt em đó. Anh nói đùa hay sao á? U lai thì được, chứ vê lai gì anh hai? Chị, u lai cũng được, còn đỡ hơn là o lai như em. Chị giúp em nha, nha chị. Nha. Anh hai, sao anh hai cứ suốt ngày lo chuyện bao đồng không vậy? Thôi mà, em giúp anh hai đi. Mà em thấy không? Thảo Nhi nhìn dễ thương mà. Mà công nhận con nhỏ cũng dễ thương giống em hả? Thôi được rồi, anh gian ra đi. Nè. Được rồi, để chị giúp em. Chẳng qua là chị đồng cảm với em thôi, chứ không phải là chị giúp anh hai chị đâu nha. Em cảm ơn chị. Bích Chi, lấy dài đi. Thanh Trúc, Thảo Nhi. Trời ơi, nó mập vậy mà giày xuống máy mới vừa. Wow. Trời ơi, bự con như vậy sao mập quá vậy? Làm gì mà có giày nào mà ăn vừa được. Wow. Nè, làm cái gì mà to vậy bà? 46. Trời ơi, tao 46, tôi có 29 thôi nè. Chân gì mà to quá vậy? Cầm 46. Cầm đi. Chân to vậy múa sao được? Nhanh dùm cái. Là của tôi. Chân cũng sai nhiều. Đã bảo là của tôi rồi mà. I'm just saying that mine is mine. Do you have any problem with this? What?
quá. Speak low. Học nghệ thuật cao múa, chị nghĩ sao mà để mầm vậy á? Ờ, vậy sao mà múa được? Không có giày vừa là đúng rồi. Ê, ông ăn mặc kiểu gì vô trường vậy? Ý ông là sao? Tôi không hiểu sao Hà My lại phải cất công xuống tận Bến Tre đi kiếm ông nữa. Bộ dạng ông như vậy, tốt nhất là đừng có đi chung với bà trong trường. Bà sẽ rất là bực mình đó. Ông muốn nói gì? Tự hiểu đi. Ê Quốc, hả? Ông cũng chơi với thằng nhà quê này hả? Sao con kêu nó mặc đồ có gu một chút, mặc kiểu dễ rách. Trường này riết là loạn rồi, nhà quê cũng vô đây được, mất hết giá trị. Ông nói cái gì hả? Hả? Ê. Thiệt không? Thằng nhà quê đó mà dám thách đấu với Hà Sơn hả? Thiệt. Tôi mới khích nó vài câu á, rồi hỏi thủ khoa trường là ai, rồi đi tìm Hà Sơn thách đấu luôn. Chắc lạ hả? Nó sợ mọi người coi thường nó đó mà. Có trò hay để coi rồi đó. Hà Sơn, thủ khoa được này phải không? Ông là ai? Học sinh đặc cách. Tôi muốn thi đấu với ông. Trời ơi, đấu hả? Tại sao? Mọi người nghe cho rõ đây, tôi là Lê Dũng, tôi sẽ thi đấu với Hà Sơn và tôi sẽ thắng Hà Sơn. Ôi, ông tự lượng sức mình. Kiến sao? Tao không biết, không biết mình ai. Tôi không phải là một thằng nhà quê và cũng không phải là một tấm vẽ rách. Mọi người đã nghe rõ chưa? Thôi đi, tự mình ai vậy? Xuống giùm cái đi. Nghĩ sao rồi? Tại sao tôi lại thi đấu với ông? Tôi không thích. Ông sợ thua à? Thi đi, mình chọn nhạc cho. Bài nào cũng được. Vậy thì I Want It You nha. Ông muốn đổi bài không? Không, nhưng mà tôi muốn
Hà My hát. À, muốn đồng bộ ủng hộ kìa. Cho nó bẻ mặt hai đứa đi. Để coi tụi nó làm cái gì. Sao chứ? Đừng có nhìn tôi như vậy. Nếu mà là bài tôi biết á thì tôi sẽ không thua như vậy đâu. Bài đó ông không biết hả? Vậy sao ông nhảy theo được? Nếu mà được tập thêm vài lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ không thua Hà Sơn. Còn bây giờ, cái bộ dạng này á, tôi sẽ xử lý trong vòng một tháng nữa. Tôi xử lý được. Bắt tôi chịu đựng bộ dạng này của ông trong vòng một tháng á hả? Đứng lên. Cái gì vậy? Trước tiên á là phải xử cái đầu bù xù như cái ổ quả này mới được. Là sao? Đầu này bị gì? Ông có tiền không? Tiền hả? Ừ. Có. Đâu? Nhưng lấy mà ra. Không lấy có nhiều ra. Lắm đâu. Nè. Được rồi, theo tôi. Mà đi đâu? Đi tẩy phèn. Ê, sao thấy nó trống trống, nhìn nó ngố ngố sao á? Ngố đâu mà ngố. Tôi thấy ông bỏ cái máy ngố ra nhìn cũng sáng sủa lắm đó. Duyệt. Cũng còn một chút tiền. Bây giờ mình sẽ... để coi... thay đổi quần áo. Hả? Đi. Thôi, không có được đâu. Sao vậy? Tiền đó là tiền ăn cả tháng của tôi đó. Lo gì, kêu chị Ngọc tăng ca. Nhanh lên. Đi. Để Dũng xách cho.
My ơi, My thần tượng của tôi nè, Mỹ Tâm đó, chị sắp mở live show. Nhất định sau này tôi sẽ trở thành ngôi sao tỏa sáng giống như chị Tâm vậy đó. Hoa mi hoa mi hót trong vườn khuya, hoa mi hoa mi tóc đinh là tôi đó. Ủa, tôi nhớ là có người nói trường này là trường cùi bắp mà, vậy mà cũng thi vô nữa. Tốt nhất là nên tự rời khỏi trường đi, nếu không cũng bị đuổi à, đỡ phải nhục. Ủa, sao tôi lại phải bỏ đi chứ? Hay là bà không đủ tự tin? À, bà sợ tôi đúng không? Vậy thì tôi càng phải ở lại đây, ở lại để người ta còn làm cái đuôi của tôi nữa chứ. Bà nên nhớ, cái đuôi thì mãi mãi chỉ là cái đuôi thôi, không bao giờ thay đổi được. Mày nói cái gì? Ai là cái đuôi của mày hả? Mày đánh tao hả? Buông ra. Mày nói cái gì? Buông tao ra. Ai là cái đuôi hả? Mày có hại cái đuôi. Buông ra. Vô đây coi đi. Cô làm cái quái gì vậy? Chuyện gì vậy Bích Chi? Bích Chi sao vậy? Không phải tôi nha. Không phải tôi. Bích Chi à? Tỉnh đi. Bích Chi tỉnh đi. Cô tính vợ thối ngạo mạn ở đây hả? Đúng là đặc cách mà còn không biết thân biết phận. Bích Chi mà có chuyện gì á, tụi tao không tha cho mày đâu. Tỉnh ra. Bích Chi. Thả tôi xuống đi. Cái gì vậy? Tôi bị mất sợi dây chuyền rồi. Mất hồi nào? Vô áo mình ta, làm sao trả cho nó bây giờ? Hà My, sao vô phòng con gái mà không gõ cửa? Tôi xin lỗi nha, tôi alo. Dạ ba hả ba? Dạ tụi con vẫn khỏe. Ba, dạo này ba sao rồi ba? Dạ, tụi con ổn ba. Ba giữ gìn sức khỏe nha ba. Mà ông vô đây làm chi vậy? Nè, hôm qua tôi thấy nó bị hư nên tôi sửa rồi. Cảm ơn ông nha.
Dạ chào dì. Con tới có việc gì? Hồi nãy con mới rút tiền ở ATM, con coi tài khoản, hình như ba có gửi nhầm cho con đó, cho nên con mới rút ra gửi lại cho ba. Ba gửi nhầm cho con đúng không ba? Ba không nhầm đâu. Con chuẩn bị hồ sơ đi du học dần đi. Lên mạng tìm hiểu thông tin về trường bên đó. Ba, con không muốn đi du học đâu ba. Tiếng Anh của con không được giỏi. Con sợ nếu con đi du học, ngay cả mì gói con mua còn không nổi nữa ba. Không chừng con sẽ chết đói đó. Thưa ba, con đi. Cái này là của Bích Chi mà ta. Hà My, bà có lấy sợi dây chuyền của tôi không? Bà nói vậy là sao? Bà nói tôi ăn cắp hả? Bà có bị điên không? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu mà bà có lỡ lấy nó, bà trả lại cho tôi đi. Tôi đã nói không có rồi mà. Tại sao tôi phải lấy cái thứ đó chứ hả? Vậy bây giờ có thể lục được không? Tránh ra. Làm gì vậy hả? Đưa ra đi. Đưa gì? Tôi đã nói là không có. Nói với mấy người bao nhiêu lần là không có rồi mà. Ông làm cái gì vậy? Buông ra. Dây chuyền của chị nè. Đúng rồi. Cảm ơn Quốc nhiều nha. Cô ăn cắp nó thiệt sao? Nè, tại sao phải làm như vậy? Bà giỏi rồi mà. Thôi, làm gì hả? Thôi, Dũng, buông ra đi. Đây, làm gì hả? Buông ra. Thôi. Các em đang làm cái trò gì vậy? Có nghe tôi nói gì không? Nhìn cái gì nữa? Buông nhau ra. Buông nhau ra. Tại sao các em lại ở đây? Cô hỏi vậy là sao? Lớp các em đâu phải là chỗ này. Dạ, nếu mà không phải ở đây thì ở đâu vậy cô? Em tưởng đâu tụi em tập ở đây chứ. Lớp dự bị có lớp riêng. Lớp dự bị không tập trung với lớp chính quy. Không tập trung? Vậy tụi em tập ở đâu? Ở cuối hành lang. Ê, đó không phải là cái lớp ở quan sao? Ê, nghe nói trong đó có ma. Mấy đứa học khóa trước trong đó bị điên luôn. Nào, về lớp. Nhanh lên. Đáng đời, chảnh cho cố vô. Cuối cùng thì chỗ của mày cũng chỉ là cái lớp bỏ quan thôi. Ê, mấy bạn, con nhỏ ăn cắp kìa. Ủa, đâu? Nó đâu? Đâu, ai ăn cắp? Đâu? Ê, cho cái con này một bài học. Ok. Cho nó hết ngạo mạn. Ê, cái con ăn cắp kìa. Mày tưởng á, mày vô đây là mày được ngon lành hả mày? Tưởng ngon hả? Ai dè, tắm xuống xó. Coi cái mặt kìa.
chưa biết nhục mà. Thứ mặt mày dạy đó mày. Đứng lên em. Thôi chết, xin lỗi nha. Tại nãy lo múa hăng say quá cho nên lỡ bay một chiếc giày. Mấy người muốn cái gì đây? Quay. Gì vậy? Mấy người định làm gì? Hết chuyện làm rồi hả? Có tin là tôi đi nói thầy hiệu trưởng hay không? Trời ơi, nói thầy hiệu trưởng thì tụi bay. Tôi quay lại hết rồi nha. Đi. Thôi đi. Thôi đi. Đi tụi bay. Đi. Mi có sao không vậy? Cảm ơn ông nha. Mà điện thoại của ông quay được hả? Đâu có. Nó đâu có quay được. Mi, chờ tôi với. Đừng ngồi một mình yên trong góc tối. Đừng để ngày dài trôi qua hấp hối. Cuộc sống vẫn theo vòng xoay. Chẳng thể mãi đợi chờ ai. Hôm nay sẽ là bắt đầu cho tương lai ngày mai sau. Thanh thang trải dòng con đường.